Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức. Đây là clip thứ 30 trong loạt clip hướng dẫn luyện tập côn nhị khúc từ cơ bản đến nâng cao do mình và bạn Minh Đức trực tiếp hướng dẫn. Ở clip thứ 30 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một số thế thủ côn ngoài thế thủ côn cơ bản mà mình đã hướng dẫn như sau. Ở thế thủ côn thứ nhất, chúng ta cầm côn bình thường như thế này ở hai tay. Sau đó, để xuất đòn ở thế thủ côn thì chúng ta đưa tay lên ngang ngực thế này, sau đó chúng ta vuốt côn ngang ngang như thế này. Đây, hướng dẫn chi tiết cho các bạn như sau. Mình đứng như này, sau đó mình đưa lên thế này. Cái tay trái chúng ta vặn vào trong và phía trong người mình nhá. Sau đó tay phải đưa ra thì tay trái lăn cái côn cho côn bay đi như sau này. Đó. Đó. Nếu biến tấu có thể để chéo lên thế này. Phát xa cũng được. Đó. Sau đây là phân thế để cho các bạn tham khảo. Khi đứng đối diện với đối thủ như thế này, chúng ta cầm côn rất bình thường. Đó. Và đây là một chiêu cho các bạn tham khảo có thể xuất đòn. Đó. Đang để rất bình thường nhưng mà lên đòn rất là nhanh vì mình đang thủ mà. Đang thủ này. Thật ra thủ côn như này rất là có lợi trong chiến đấu. Cầm hai tay như này này, mình có thể thi triển rất là nhiều động tác. Đó, thậm chí là đánh vào thế này. Như vậy nếu áp sát, đó áp sát thì mình đánh bằng hai cái đuôi côn. Nhưng mà để tham khảo trong cái clip hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đưa côn lên là quẩy ngang sang rất là bất ngờ, rất là nhanh. Chị đánh ngang ngược lại, đánh ngược lại. Đó, đấy là cách thứ nhất. Tiếp theo cách thứ hai thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để tấn nhón, đứng cái tấn nhón như thế này, đang đứng chân trước hai chân bằng nhau, mình rút một chân về sau và chung cái chân sau xuống và nhón chân trước gần như này, gần như chân trước là để nhón thôi, không đứng dồn ra đằng trước nhé, nhón như này. Sau đó hai tay cầm côn thế này, ép tay trái xuống dưới, tay phải đẩy lên như thế này, đây như sau, nhón về này, để này, để côn về đây như thế này. Đây là cái thế thủ côn mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đó, đây, nhón này. Đấy, quan trọng cái chân nó nhón nhá. Đây, bạn Đức xoay ra đây nào. Ở đây, mình lui vào đây cho các bạn dễ nhìn cái chân nhá. Đây, đứng hai chân đồng vai, kéo xuống và nhón, nhón như này. Nhón như này có tác dụng là mình có thể bước lên này, có thể bước sang bên này. Đó, cái chân này rất là linh hoạt, nhấc lên. Đó, hoặc là lên, đạp, rất là linh hoạt. Vì thế chúng ta đứng ở cái tấn nhón này, đứng tấn nhón này có thể xuất đòn này, xuất đòn tại đây, có thể bước lên để xuất đòn đây từ xa này, côn không đến đúng không, hất từ dưới lên này, bước lên hất ngược từ dưới lên đó, hoặc nhón này bước lên đánh xuống như thế này. Đó, ở cái thế thủ như này phù hợp nhất là chúng ta hất từ dưới lên, chúng ta hất ngược từ dưới lên thế này, hoặc chúng ta đánh chéo từ trên xuống đó. Và nó có một cái rất là hay như thế này. Và bạn Đức này, phân thế, đây là tham khảo nhá. Không ai khuyên các bạn là dùng cái côn để đỡ kiếm hay đao cả. Nhưng mà thật sự là nếu như mà một lúc nào đấy mà cần thiết, cần kíp thì các bạn vẫn phải dùng đến cái côn để đỡ dao kiếm. Với điều kiện là cái phần dây này, các bạn là dây xích, dây kim loại thì mới đỡ được dao kiếm sắc nhá. Đây như sau này, đây là để tham khảo này. Bạn Đức bước lên một bước chém này. Nếu như mình không tránh thì là đường đao sẽ chém mình như thế này, đúng không? Đấy. Rồi, vì thay vì tránh sang bên này như mọi khi, như clip khác hướng dẫn, thì mình sẽ bước chân lên, mình bước thế này. Và đây cái tay mình sẽ thủ thế này nhé. Bước chân lên và tay mình để nguyên như này. Đấy, chỉ việc đẩy ra thôi, rất đơn giản đúng không? Này, nhóm này, lên. Bước lên và chúng ta đẩy mạnh cái đao kiếm ra, đẩy mạnh ra, sau đó ta vuốt đánh vào đầu đối phương. Đây này, đây nhá, ốc đó, đánh vào hoặc đánh tiếp vào chân nữa, đánh lên. Đó, cái đó là cái mà chúng ta sẽ biến tấu tùy vào khả năng của từng người. Đây, bạn đứng sang bên này, đây nhá, vì này, đây tấn nhón này, ép vào đây này, lên, ốc, bước này, đánh này,
Đấy, chúng ta đỡ một cái vào kiếm này, đẩy ra này, sau đó vuốt đánh vào phần đầu của đối phương. Đó, ok, đấy là cái lợi khi mà chúng ta thủ côn tấn nhóm như thế này và để côn ra đây. Tiếp theo này, chúng ta bắt chéo côn ở trước ngực như sau. Đấy này, bắt chéo sang đây, đấy này, hoặc bắt chéo lên đây. Tức là một tay trên tay dưới bắt chéo như này. Đối với cái cách chéo như này, chúng ta sẽ có những đòn đánh như sau, rất đơn giản. Vuốt côn ra, đánh chéo xuống. Đấy, đây, vuốt côn ra đánh chéo xuống thế này. Hoặc là cũng nhón như này, hoặc vuốt côn lên, vuốt côn từ dưới lên vào cằm nhé. Đây, vuốt vào cằm, đó là như vậy. Đó, cách chéo này hoặc là chéo bên này mình cũng làm tương tự nhá. Các bạn tập đều cả hai tay và chéo cả hai bên. Tiếp theo sẽ là cũng là tấn nhón này, như thế này, nhón, nhưng mà mình sẽ nhón cái chân phải trước và tay để một côn ngang hoặc một côn dọc như này. Đối với côn một đây, mình cứ cho đây là thế thủ để côn chữ L nhá. Đấy, chữ L như này sẽ có tác dụng này này, đơn giản như sau này, nó thi triển rất là nhanh, nó là chỉ việc hất lên như này thôi. Đấy, hất đánh vào cằm đối thủ hoặc đánh xuống. Đấy, mình để như này, mình cái tay mình năng lượng mình đánh thẳng lên luôn, hoặc như sau như này, mình chuyển lên đây rất nhanh mà mình đánh xuống. Đấy, như này này, chuyển lên đây nhanh đánh xuống. Tiếp theo mình vẫn để như này, mình lên đây cũng cực kỳ nhanh, mình đánh tay trái. Đấy, dù là thủ như này nhưng mà cực kỳ là linh hoạt đường đánh, hất dưới lên này hoặc như này này, bổ thẳng xuống. Đấy, đang cấm này, chỉ việc hất một cái bổ thẳng xuống, rất là đơn giản. Tiếp theo này, có một thế thủ nữa mình muốn hướng dẫn cho các bạn. Đây, cầm như này lên như thế này, nhìn rất là hay như sau. Các bạn chú ý này, để côn thế này, đưa dọc lên đấy nhá, tay phải xuống dưới, tay trái lên trên, tay trái gập vào và tay phải đưa lên như thế này. Đây, như này, đó, nó sẽ như này. Đây, nhìn được xong mình nhá. Đây, để ngang này, tay phải đưa xuống dưới, tay trái đưa lên trên như này. Tay trái đưa hết sang bên này thì tay phải gập lên để như này. Đó, lại nhá, đây này. Đó, cái thế thủ này rất là đặc biệt và rất là hay này. Đó, để giữa như này, nó có tác dụng như sau, hơn thế cho các bạn tham khảo. Như này, chúng ta rất đơn giản, chúng ta chỉ việc nhả cái côn bên này ra cho chúng ta đánh xuống thế này thôi. Đây, đó, như này, và đánh xuống, đơn giản như vậy. Và các bạn có thể sử dụng cái tư duy của mình để phát triển thêm những đòn thế tiếp theo. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip. Chúc bạn thành công!